Quỳnh Phương xin chào quý vị nha. Tiếp tục thì bữa nay Quỳnh Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cái món thịt lùi chay đơn giản nha quý vị. Đó, làm từ đậu kỳ tươi. Đó, cái này chúng ta có thể dồn vô bánh mì nha quý vị. Hoặc là chúng ta ăn bún với rau sống, nước tương cũng rất là ngon. Với cách làm thì rất là dễ luôn quý vị. Đó, hoặc là chúng ta có thể ăn vặt, làm cái món này chúng ta ăn vặt chấm với cái phần nước sốt nè, rất là hấp dẫn luôn. Vậy làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp nha. Rồi thì bữa nay Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là đậu hũ kia tươi nè quý vị. Cái này là khoảng 2 cọng á, là khoảng 150 g mà quý vị. Đó. Thì sau khi mua về á, để đậu hũ nó ngon nó mềm trở lại á thì chúng ta ngâm với nước muối pha loãng nha quý vị. Cái này Bùi Phương ngâm được khoảng 15 phút rồi, nó mềm nó ngon lại rồi nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Đó, các bạn đi có thể xả lại dưới nước lạnh một lần nữa ha. Đó, chúng ta vớt nước nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nha để đậu kia tươi nó bị nát. Rồi sau khi xả xong thì mình bỏ ra cái rổ nè. Đó, bây giờ mình cắt ra hết quý vị. Thì ở đây Quỳnh Phương sẽ cắt ra khoảng 2-3 cm gì đó. Nói chung là vừa vừa ăn là được rồi. Nó cũng không có cần đều lắm. Nếu quý vị nào mà cắt được nó đều băng luôn thì mình làm cái miếng thịt lụi chay đơn giản này nó sẽ đẹp mắt hơn ha. Rồi mình phân cắt xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ ướp. Ướp cái phần đậu hũ kia này. Thì mình phân sẽ ướp hơi nhạt nhạt một xíu. Tại vì mình ăn với nước chấm á quý vị. Nước chấm nó khá là đậm đà nên mình ướp nhạt nhạt một xíu. Nó còn quý vị nào muốn ướp vừa ăn luôn thì cũng được ha. Đó, mình ướp có nửa muỗng nước tương à. Rồi, để cái phần thịt lụi chay này nó được chắc á khi mà mình xỏ vô cái que tre. Thì mình thường khó sử dụng ở đây là đó, rong biển đó quý vị, lá rong biển mà thứ này là người ta cuộn sushi á đó. Đó, thì mình phương sẽ xếp một cái miếng như vậy làm ba rồi mình cắt ra là vừa đó quý vị. Rồi giờ mình sẽ cắt ra thành ba miếng. Rồi bây giờ mình cắt nhỏ ra nữa nha quý vị. Khoảng 2 cm á. Nó vừa cái miếng đậu hũ kia tươi của mình là được. Một miếng này là chắc cũng vừa đủ quý vị. Nhưng mình cắt trước đi ha. Mình xài nhiều thì mình cắt thêm. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn cho quý vị xem ha. Đây, mình để vào cuộn là nó vừa luôn á. Hơi dư chút xíu à. Cái mặt bóng thì mình để ở dưới, cái mặt này nó hơi nhám nhám á thì mình cuốn cho nó dính vô cái phần đậu hũ kia, nó không bị sứt ra. Tại đậu hũ kia mình nó còn hơi ướt ướt nè. Mình mới ướp nước tương đó quý vị. Nó mình để khoảng 10 phút rồi mình tháo quấn. Nó vừa luôn rất là đẹp mắt. Nó các bạn khi mà xỏ sâu nữa thì nó rất là chặt và nó không có bị nát ha. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cuốn. Thì ở đây Bình Phương cuốn là khoảng phân nửa thôi quý vị. Đó, phân nửa cái phần đậu hũ kia thôi. Rồi còn phân nửa mình để riêng. Đây mình để ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ sâu nha. Rồi giờ mình xỏ nè. Trước khi xỏ mình cho thấm ướt cái phần que tre ăn cái đó, rồi mình xỏ vô thì nó dễ hơn ha. Rồi mình cứ cho một cái đậu hũ kia cuộn với rong biển, còn một cái còn lại thì mình cho đậu hũ kia không, tạo nó xen kẽ với nhau á, nó tạo một cái màu sắc nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Và lưu ý lúc ta cuộn nè, nó nên là chắc tay xíu thưa quý vị. Đó, một lát thì chúng ta làm cái phần này nè, nó dẻ với nhau á, nó dẻ cái miếng đậu hũ kia á,
rất là ngon. Rồi thì cứ một đậu hũ kia không cuộn và một đậu hũ kia cuộn, chúng ta cứ xỏ liên tục, rồi xỏ cho nó chắc ha, để nó không bị rớt ra. Tùy tùy cái nồi chiên của mình nó lớn hay nhỏ thì mình sẽ cái que tre nè, mình sẽ để cho nó phù hợp. Rồi phương cuộn ha, cái này chắc được khoảng 3 4 que nhiều quá quý vị. Để vô mình chiên lên cái nữa là ngon lắm. Chút xíu nữa thì Quỳnh Phương sẽ chia sẻ cái cách làm cái nước chấm ăn kèm, để chúng ta khi mà ăn để vô bánh mì nè, rồi ăn kèm với bún, hay là để ăn không cũng rất là ngon. Ăn không thì mình kèm nước chấm rất là ngon. Rồi giờ mình phương cuộn xong rồi nè, được hai cuộn rồi nè. Rồi bây giờ thành quả nè, thành quả là được 4 cuộn, 4 bốn que, 4 que tre nè. Đó, rồi bây giờ mình bắt đầu mình đem chiên. Rồi cho dầu khá khá xíu hướng về, bảo đảm nó mình chiên vừa 4 que luôn, đợi dầu nó nóng lên xíu, khi mà nó lên tim nhỏ nhỏ là thấy được rồi. Rồi như vậy là được nè. Rồi bây giờ mình Phương sẽ để cái phần đậu kia này vào để mình chiên. Đây, cái phần thịt lộ chay này làm rất là đơn giản nha quý vị, từ tàu hủ tiêu tươi. Nếu vị nào thích có thể xen vô một xíu củ sắn cũng được. Đó, củ sắn mình xen vô một chút xíu thì mình chiên chung thì cũng rất là ngon, hoặc là mình cuộn như vậy ăn cũng hấp dẫn lắm quý vị. Rồi mình chiên mình nhớ là đảo đều hai mặt ha. Đó, một chút xíu là chúng ta phải trở về chúng ta kiểm tra để tránh nó bị vàng quá, nó cháy. Mình chiên cái này cũng rất là mau quý vị, chịu khó mình đảo liên tục nè quý vị xem nè, nó vàng ươm hết trơn hai mặt rồi. Bây giờ Quỳnh Phương sẽ lấy ra là được rồi đó. Giờ chúng ta lấy xong rồi chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ta làm cái phần nước sốt. Rồi xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình làm nước sốt nè quý vị. Trước tiên là cho một muỗng đường vào. Rồi tiếp theo là quý vị cho một chút xíu muối. Rồi bây giờ thì quý vị chuẩn bị cái phần cốt me ha. Thì một muỗng cốt me. Cốt me này người ta có bán sẵn trong siêu thị á, hoặc là mình lấy me chín rồi mình trụng mình để nước sôi vô á, mình lấy cái phần cốt me này ra cũng được. Rồi mình cho nửa muỗng nước mắm chay nữa vào, rồi đánh cho nó tan đường ra. Đó, rồi để có cái vị cay nhẹ nhẹ mình cho nửa muỗng tương ớt vào, chua chua ngọt ngọt hơi cay nhẹ nhẹ, rồi đánh cho tan vào luôn ha quý vị. Rồi để có cái vị mà hơi béo béo thơm thơm thì mình Phương cho đây là dầu mè, nửa muỗng dầu mè vào. Các bạn nào thấy ít quá thì có thể tăng thêm cái lượng này gấp đôi ha. Nhưng mà cái này là vừa với 4 que quý vị. Và là cơ bản Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho món cho quý vị cái món thịt lụi chay đơn giản từ tàu hủ kỳ. Rồi chúc quý vị ngon miệng nha. Quỳnh Phương cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh Trần Thuốc Thiện hôm qua. Nếu thích hãy ấn cho Quỳnh Phương một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí hết quý vị. Ấn vô chữ đăng ký, ấn vô cái chuông để khi nào Quỳnh Phương có video mới thì quý vị có thể là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.